Ta làm cho bạn câu được trích trong sách khoa học tự nhiên lớp 7, phần môn học đề như sau. Nguyên tố hóa học có ký hiệu CL là. Nếu là câu A, chlorine tức là ký hiệu của CL. A hợp lý này. B, carbon tức là carbon. C, đồng ký hiệu là CO. Calcium tức ký hiệu canxi. Có đúng bây giờ mình chọn là câu A. Câu này thuộc câu hỏi dễ nha.